Bệnh cúm đã tiếp tục lan tràn tại Hoa Kỳ. Với dịch cúm tiếp tục lan tràn trên toàn Hoa Kỳ, một bệnh viện ở Georgia đã phải có biện pháp để đối phó với điều mà họ nói là một sự gia tăng đột ngột về số bệnh nhân nhập viện vì nạn cúm. Bệnh viện Grady Memorial Hospital ở tại Atlanta đã phải mở một phòng khám di động bao gồm trong những túp lều plastic để đối phó với sự gia tăng đến 25% bệnh nhân của phòng cấp cứu trong tháng Giêng. Các viên chức y tế Hoa Kỳ tuyên bố rằng mùa cúm năm nay đang có triển vọng là nguy cơ trầm trọng nhất từ mùa cúm năm 2014 và năm 2015, khi 34 triệu người bị cúm và 710.000 người phải nằm bệnh viện. Trong hầu hết các mùa cúm khác, người già thường bị nặng nhất và theo sau là trẻ em nhỏ. Nhưng mùa cúm năm nay, những người trong độ tuổi từ 50 đến 64 bị nặng nhất. Bác sĩ Hani Atala, điều hành trung tâm cấp cứu của bệnh viện, đã nói với NBC News rằng ông chưa từng thấy mùa cúm nào như năm nay từ 15 năm qua. Bác sĩ Atlanta nói là mùa cúm năm nay thật nguy hiểm và khoa cấp cứu của ông đã đến mức gần quá tải.